đón nhá, giò đón mà bên shop đang cung cấp giò bắp chuối chân đồng cáp xe nhá, chân đồng cáp xe. Thì bây giờ bẫy đón có nghĩa là mình sẽ phán đoán là cái hướng con gà rừng, con gà bổi nó về là mình cắm đón đường của nó nhé, cắm đón đường của nó, cắm đón đường của nó. Bây giờ các bác hình dung ra là đón đường ấy là đón lối nào nó về, lối nào nó về. Đây tôi ví dụ như là con gà mồi ở chỗ đây, con gà mồi chỗ này nhá, thì trên này là cái luồng trên, cái sườn trên đồi, con bổi nó sẽ về từ trên bổi về xuống đây. Ví dụ như bây giờ con gà mồi mình ở đây nó, tôi bắt đầu cắm đón, giò đón này, tôi cắm một hàng ở đây. Đây, cắm một hàng đây nhá, giò đón này thì các bác cắm theo hình chữ T đây, giò dọc và cắm hàng như này. Đây là, đây này cắm hình chữ T này nhá, đây là chữ T này là quay quay về phía trước này, quay về phía trước này. Đấy, có nghĩa là đây là, đây là chiều dọc của chữ T, đây là chiều ngang chữ T. Thì con gà ấy, con gà bổi ấy, nó từ trên này là nhào xuống đây, nó thấy con gà mồi mình ở kia nhá. Nếu mà trường hợp nó hung, nó sung ấy, nó lao thẳng vào đây thì nó sẽ mắc cái giò đón ngang này của chúng ta này, chúng ta đã cắm giò đón ngang này. Thế mà con nào nó tinh ấy, nó còn dè chừng ấy thì nó sẽ đứng ở chỗ này. Và khi đấy nó sẽ tạt ngang. Nó tạt ngang sang bên trái, sang bên phải nó quan sát. Thì chính những cái lần tạt ngang này nó sẽ tạt qua cái đường chữ T dọc này. Là khả năng mắc nó rất là cao. Thế đấy là cái cách cụ thể để cho các bác thấy là cắm giò bắp chuối. Thì bây giờ tôi sẽ cho anh em cắm thực tế luôn. Giò bắp chuối nhá. Đây. Thì bây giờ các bác nựa cái dây liên kết, dây liên kết em buộc vào chân này. Chị nhé. Đây cắm theo hình chữ T này. Dây liên kết buộc vào cái gốc cây này chẳng hạn. Đây nhá. Thế đây là làm mô hình cho anh em xem tham khảo thôi. Chứ còn nếu mà đi săn là phải trang bị thực tế đầy đủ nhá. Cả đồ ngụy trang, cả lèo hết nhá. Đấy. Đây dây liên kết em, chúng ta dựa một cái gốc cây hay cái rễ cây này nó buộc dây liên kết lại. Thì cái dây liên kết này phải buộc chắc nhá. Thì khi con gà mộ bổi nó dính vào ấy thì cái dây liên kết này nó giữ lại nhá. Đấy. Đây là giò bắp chuối chân đồng cáp xe nhá. Đây. Đây anh em nhìn cắm này. Đây là cái chân giò này. Nhá. Đây là chân thứ nhất, cắm hơi tạt nghiêng. Cái cắm làm sao cho cái dây dù ấy là nó hơi trũng trũng xuống, nó cách mặt đất khoảng 5 ly. Thế cái mũi đầu giò sau này nó hơi chớm vào đầu giò phía trước một chút nhá. Đấy, hơi chớm vào đầu giò phía trước một chút này. Cái này thì ở trong rừng là thao tác rất là nhanh. Giới thiệu với anh em đây là bạn chính gà rừng Yên Thế nhá. Gà rừng Bắc Giang. Đây là thầy tay thợ với gà chuyên nghiệp rồi. Sẽ thấy anh em thấy thao tác cắm rất là nhanh nhá. Đối với anh em đi đánh thì ít nhất cũng phải dùng đến hai bộ. Một cái bộ bình thường này là 20 chân. Hai bộ là 40 chân. Thì giờ mình cắm theo hình chữ T là ngang dọc ngang lên một bộ này. Xong cắm theo chiều dọc phía trước kia một bộ nữa. Nhá. Đây. Anh em quan sát cực kỹ nhá. Cái này nó còn phải phụ thuộc vào tùy từng địa thế, từng địa hình. Phẳng hay là không phẳng, có cỏ hay không có cỏ. Nhưng mà đa phần là mình sẽ cắm chéo đi một, cắm hơi nghiêng đi. Mũi giò này này là vừa chạm vào cái chân giò bên này. Đấy nhá. Đấy. Cái đoạn dây cuối nữa của đầu bên kia đấy thì nó mà có địa chỗ nào đấy mình kiếm mình buộc lại nhá, buộc lại. Rồi, thế đây là tôi làm mô hình cho một bộ. Thế nếu mà các bác đánh bộ nữa ấy, nhá, đây là hình chữ, đây là một cái đường ngang thôi, đường ngang. Thì các bác sẽ cắm thêm một cái đường dọc nữa. Cắm cắm thôi. Đây là đường ngang nhé. Đây là đường ngang này. Các bác đánh thì cắm thêm một đường dọc nữa. Cắm thêm đường dọc nữa, cắm từ đây. Đây, đây. Thì bây giờ con gà bổi cho mình nó về. Nếu nó đi vào luôn ấy, nó sẽ mắc cái hàng kia. Thế còn nó mà còn đứng ở đây, đứng ở đây nó dè chừng.
nó nhìn con gà mồi của mình nó về, nó tạt sang trái, tạt sang phải thì nó sẽ mắc cái đường giò ngang này, mắc đường giò ngang này. Thế đây các bác nhìn kỹ này, đây, trong quan sát này. Thấy nhá, nhìn kỹ nhá, giò bắp chuối, chân đồng, cáp xe, các bác cắm làm sao ấy để cho cái dây dù này, này nó cách mặt đất một ít, nó có độ rung này, nó không bị mắc này, và cái mũi giò sau vừa gần chạm vào chân của giò trước, nắm hơi nghiêng. Đấy. Đây là đảm bảo cho các bác là không có chỗ nào lọt được, không bao giờ bị lọt qua khe này, tính vào đây là mắc luôn nhé. Thế đây là cái cách cắm giò bắp chuối, giò đón nhé, giò đón là bắp chuối, chân đồng, cáp xe. Đấy. Mong giao lưu cùng với anh em gà toàn quốc nhá. Đây là chia sẻ kinh nghiệm thôi, chủ yếu là cho các bác mới chơi, các bác tập chơi thôi. Thế còn anh em là thợ chuyên nghiệp rồi thì là rất là dành rồi, cùng nhau tham khảo. Rồi cảm ơn các bác nhá. Xin chào.